Tôi là một thám tử tội phạm đã nghỉ hưu và tôi đã chứng kiến cái ác thực sự 3 lần trong sự nghiệp của mình. Cả 3 sự việc này đều diễn ra trong 10 năm cuối cùng của sự nghiệp của tôi. Trước đó, tôi đã dành 12 năm tuần tra ngoài đường trước khi có cơ hội tham gia và hỗ trợ một thám tử cùng một chuyên gia hiện trường trong một vụ giết người kép. Nhờ vào mối quan hệ mà tôi đã xây dựng qua nhiều năm làm việc trên đường phố, chúng tôi đã thu thập được nhiều manh mối dẫn đến việc bắt giữ những kẻ có tội. Sau đó, tôi rời khỏi công việc tuần tra và dành một thập kỷ tiếp theo để điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm đóng gạch, đốt phá và cướp có vũ trang. Tôi đã tham gia các hội thảo và khóa đào tạo nâng cao, nghiên cứu các vụ án cũ và phương thức phạm tội. Tôi cũng từng cộng tác với các đội chống ma túy trong các vụ tấn công nghiêm trọng và thỉnh thoảng là các vụ án giết người trước khi được phân công thay thế một thám tử vừa nghỉ hưu. Tôi quen biết đồng nghiệp của anh ấy, Connelly, và chúng tôi đã trở thành một cặp đôi ăn ý. Tôi kể ra tất cả những điều này để nhấn mạnh rằng trong suốt 33 năm làm cảnh sát, tôi đã chứng kiến những điều kinh hoàng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh giấc ngủ của tôi mỗi đêm. Tôi có thể thành thật nói rằng phần lớn những kẻ tội phạm mà tôi đã bắt giữ không phải là những kẻ xấu xa tận cùng. Tất cả bọn họ đều bị thúc đẩy bởi một lý do nào đó, dù nhỏ bé và vô hại, để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, có một số người vẫn còn do dự. Những người này đã đẩy tội ác bạo lực của mình vượt xa mức bình thường. Và rồi, có những kẻ đắm chìm trong ảo tưởng về những hành động tàn bạo khủng khiếp có thể xảy ra với thế giới xung quanh họ. Patty Wilson là một người như vậy, nhưng cô ấy không chỉ dừng lại ở ranh giới của một kẻ giết người hàng loạt thông thường. Cô ấy là người đầu tiên tôi gặp trong sự nghiệp mà tôi tin chắc rằng có bản chất thực sự độc ác. Patty là một y tá, đã chuyển đến làm việc tại một phòng khám sản phụ khoa và sinh nở ở một khu dân cư nghèo của thành phố. Phòng khám này có tỷ lệ sảy thai và thai chết lưu cao khủng khiếp, nhưng số liệu đã bị làm giả và che giấu kỹ càng. Cuối cùng, người dân trong khu phố bắt đầu bàn tán và tin tức về số ca tử vong lan truyền ra ngoài. Trạm của chúng tôi nhận được thông tin và thường thì những trường hợp như thế này sẽ được chuyển cho bộ phận khác xử lý. Nhưng do thiếu nhân sự, Connelly và tôi đã được giao nhiệm vụ. Cuộc điều tra của chúng tôi dẫn đến Patty và chúng tôi phát hiện ra rằng trong suốt 23 năm làm việc tại phòng khám, đã có hơn 2.000 ca sảy thai. Patty đã cho các bà mẹ tương lai uống một loại cocktail hóa học, khẳng định rằng nó sẽ giúp họ ngủ ngon. Nhưng thực chất, thứ này dần dần giết chết thai nhi khi nó lớn lên trong bụng mẹ. Chúng tôi còn phát hiện rằng sau hàng chục ca sinh nở khỏe mạnh, Patty sẽ đưa em bé đi tắm rửa, nhưng sau đó quay lại với tin tức khủng khiếp rằng em bé đã chết ngay sau khi sinh. Cuộc điều tra của chúng tôi không đi đến kết quả cụ thể, nhưng có một manh mối khiến chúng tôi tin rằng Patty đã nói dối các bà mẹ rằng con của họ đã chết, trong khi thực tế, những đứa trẻ này vẫn khỏe mạnh và được bán cho người trả giá cao nhất. Một đứa trẻ sơ sinh trên thị trường chợ đen có thể mang lại một khoản tiền lớn, dù là để lấy nội tạng, tế bào gốc hay thậm chí cho những mục đích kinh khủng và đồi trụy hơn. Chúng tôi tin rằng vụ này có động cơ chủng tộc, vì hầu hết các ca sảy thai và thai chết lưu đều xảy ra với các cặp vợ chồng da đen. Nhưng Patty phủ nhận mọi cáo buộc. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên phỏng vấn Patty, khuôn mặt cô ta biểu cảm bình thường, trả lời các câu hỏi của chúng tôi một cách trơn tru. Nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt trống rỗng, đen ngòm và càng nhìn lâu, tôi càng cảm thấy bất an. Ngay cả sau khi bị kết án nhiều năm tù chung thân, Patty vẫn không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Vụ án tiếp theo mà tôi gặp phải cái ác thực sự là một cuộc điều tra liên quan đến nhiều sự kiện kỳ lạ. Connelly và tôi được gọi đến để điều tra một vụ tấn công tại giải đấu bóng chuyền bãi biển. Trên bãi biển lớn nhất của thành phố, nơi diễn ra giải đấu quốc gia với hơn 300 đội thi đấu trên 50 sân trong suốt một tuần. Độ tuổi tham gia từ 12 đến 65, bao gồm cả nam lẫn nữ. Vào buổi sáng trước trận đấu đầu tiên, trong khi mọi người khởi động, một tiếng hét vang lên rồi nhanh chóng lan thành hàng trăm tiếng hét. Hơn 1/3 số vận động viên cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Bàn chân, mắt cá chân, đầu gối, đùi, hông, bụng của họ, thậm chí có người bị thương đến vai và mặt
đều bị cắt sâu và chảy máu. Ai đó đã đến bãi biển vào đêm trước giải đấu và đặt hàng trăm mảnh gỗ nhỏ, phẳng với lưỡi dao cạo nhô ra ở giữa theo hình chữ T ngược. Những mảnh gỗ này được chôn xuống cát, với phần lưỡi dao hướng lên trên và giấu ngay dưới bề mặt cát, khiến không ai có thể nhận ra cho đến khi đã quá muộn. Chắc chắn phải mất nhiều giờ để dựng nên bẫy khủng khiếp này. Không có trường hợp tử vong nào, nhưng vụ việc đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng trăm người bị thương và hàng chục thanh niên bị đứt gân Achilles, mất đi cơ hội tương lai trong thể thao. Giống như mọi cuộc điều tra khác, chúng tôi bắt đầu tại hiện trường và tiến hành rà soát theo các vòng tròn đồng tâm khép kín. Trong khi đội CSI đang rà soát bãi biển, Connelly và tôi tiến hành phỏng vấn những người điều hành giải đấu, tìm kiếm bất kỳ kẻ thù hoặc ai đó có thể muốn nhắm vào giải đấu này. Nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả. Đáng tiếc là đội CSI cũng không có tiến triển gì. Hiện trường chỉ là một bãi cát trống trải, với quá nhiều dấu chân và giày dép chồng chéo lên nhau, không thể tìm ra được dấu vết rõ ràng. Các lưỡi dao cạo và mảnh gỗ đã bị tẩm thuốc tẩy trước khi được chôn xuống cát, khiến việc tìm kiếm dấu vân tay hay bất kỳ manh mối nào trở nên vô ích. Không có camera an ninh nào trên bãi biển, và chiếc camera duy nhất ở bãi đậu xe thì không ghi lại được hình ảnh gì từ nửa đêm đến 7 giờ sáng. Điện thoại của chúng tôi reo liên tục với những lời mách bảo, nhưng không có manh mối nào thực sự đáng tin cậy. Sau một tháng điều tra, chúng tôi vẫn không tiến thêm được bước nào. Tiếp theo, một cuộc điều tra mới được mở ra, và áp lực đối với bộ phận của chúng tôi càng trở nên căng thẳng hơn. Connelly và tôi cũng tham gia vào vụ việc này. Tại một nhà dưỡng lão ven sông trong thành phố, một đám cháy bùng phát ở tầng hầm. Do có chất dẫn cháy được sử dụng, ngọn lửa nhanh chóng lan ra hai tầng đầu tiên. Từ đó, phần còn lại của tòa nhà 8 tầng cũng bị thiêu rụi. 22 cư dân và 9 nhân viên đã thiệt mạng trong vụ cháy. Tất cả đều do hít phải khói độc. Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng các cảnh quay an ninh không bị hư hại, nhưng một lần nữa không tìm thấy bất kỳ nghi phạm nào quanh bãi đậu xe hay lối vào chính. Các cảnh quay phía sau tòa nhà đã bị hư hỏng, khiến chúng tôi không thể kiểm tra thêm. Sau đó, một cuộc điều tra khác được chuyển đến bàn làm việc của chúng tôi. Lần này, một vụ ngộ độc hàng loạt đã xảy ra tại một căng tin của trường trung học cơ sở. 23 người thiệt mạng, trong đó có 15 học sinh và hơn 100 người khác bị thương nặng. Cuộc điều tra cho thấy có kẻ đã đột nhập vào trường vào ban đêm, đầu độc mọi loại thực phẩm trong phòng ăn, tủ lạnh và tủ đông của căng tin bằng thạch tín. Thật kỳ diệu khi không có thêm nhiều người chết hơn nữa. May mắn thay, tất cả các camera bên ngoài trường đều hoạt động. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng chúng tôi đã phát hiện một camera tại cửa sau có thể cung cấp manh mối quan trọng. Đoạn phim cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ trượt tuyết. Anh ta sử dụng một bộ dụng cụ nhỏ để mở khóa cửa sau dẫn vào bếp. Sau khi hoàn thành hành động, anh ta thoát ra bằng cánh cửa đó và chạy qua sân bóng đá hướng về phía mặt nước. Mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng. Sân bóng chuyền, bãi biển, nhà dưỡng lão và bây giờ là trường trung học này, tất cả đều nằm sát biển. Nhà trường đã tận dụng vị trí gần biển để dạy học sinh các môn như chèo thuyền, kayak, chèo thuyền buồm, bơi lội và các hoạt động thể thao khác liên quan đến nước. Và viện dưỡng lão cũng quảng bá với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển. Chúng tôi giả định rằng cả ba vụ tội ác hàng loạt này đều do cùng một cá nhân thực hiện. Chúng tôi đánh dấu ba địa điểm này trên bản đồ và tiến hành quét dọc bờ biển để tìm tất cả các bến du thuyền và bến cảng. Sau đó, chúng tôi quay lại xem xét tất cả các tuyến đường và chọn ra những điểm ven sông có khả năng có camera an ninh quay lại. Dựa trên ngày giờ của ba sự cố, chúng tôi đã kiểm tra chéo các đoạn phim để tìm bất kỳ chiếc thuyền nào xuất hiện lặp lại vào những đêm đó. Chúng tôi đã xem qua rất nhiều đoạn phim. Chỉ có một chiếc thuyền nổi bật lên. Đó là một chiếc thuyền cao tốc màu đen lớn, cũ kỹ, do một người lái mà chúng tôi không thể nhận ra chi tiết. Bên trong cabin có một ngọn đèn đỏ phát sáng. Connelly và tôi đã in ảnh của chiếc thuyền và quay lại kiểm tra các bến du thuyền, bến cảng. Không có bến nào chúng tôi đến có ghi nhận về chiếc thuyền cụ thể đó, cũng không có hồ sơ nào liên quan. Điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng
chiếc thuyền có thể đang neo đậu tại một nơi ở riêng tư. Tôi đã nói chuyện với một người bạn trong ngành ma túy tên là Waco, và anh ấy nhắc đến những chiếc thuyền chở ma túy thường tụ tập gần bến tàu cuối cùng mà chúng tôi đã ghé qua. Hóa ra, nhiều người nghiện ma túy trong thành phố đã rời xa các con hẻm và khu nhà ổ chuột để chuyển sang sống trên những chiếc thuyền nhỏ và thuyền ma túy, biến chúng thành những ngôi nhà nổi chứa đầy thuốc phiện. Cảnh sát rất khó để phá vỡ hay điều tra những chiếc thuyền này, và bạn có thể trôi dạt trong vịnh hoặc kênh gần đó đến 6 tháng trước khi buộc phải di tản. Quy định 6 tháng thì dĩ nhiên không bao giờ được thực thi, vì thế mà khu vịnh này ngày càng đông đúc hơn với hàng loạt tàu thuyền chở ma túy. Waco, người bạn của tôi, đề nghị giúp đỡ. Ông ta đã đi vào đó một đêm và dạo quanh khoảng 30 chiếc thuyền được buộc lỏng lẻo với nhau. Waco phát hiện ra chiếc thuyền đen mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chủ thuyền là một người đàn ông được mọi người gọi là Red. Ông ta là một tay buôn ma túy và cho người khác sử dụng, thậm chí ngủ lại trên thuyền của mình. Đêm hôm sau, Waco quay lại và chúng tôi theo sau từ xa cùng với lực lượng cảnh sát biển. Chúng tôi đã gắn thiết bị nghe lén vào người Waco để có thể theo dõi mọi diễn biến trên tàu. Kế hoạch của ông ấy là lên thuyền cùng một vài người khác để mua và sử dụng heroin, sau đó giả vờ ngất xỉu. Ông ấy sẽ tạo hiện trường giả như đã sử dụng ma túy và thiếp đi. Connelly và tôi lắng nghe chi tiết cuộc trò chuyện của những người khác khi họ mua và chuẩn bị sử dụng ma túy. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi tiếng nói đều im bặt, kể cả giọng của Waco. Một giọng nói thô lỗ, kích động vang lên, hỏi có ai còn tỉnh không? Không ai trả lời. Giọng đó thuộc về Red cười lên và nói, tốt. Chúng tôi nghe thấy tiếng xáo trộn, rồi tiếng động cơ của thuyền tăng tốc. Chiếc thuyền lao đi, bỏ lại khu vịnh phía sau. Waco có mang theo thiết bị định vị GPS trong giày, vì vậy Connelly và tôi theo dõi chiếc thuyền trên màn hình khi nó tiến ra biển. Chúng tôi bám theo từ xa, tắt hết đèn của cảnh sát biển để hoàn toàn ẩn mình. Connelly và tôi tiếp tục nghe ngóng. Sau vài phút, động cơ ngừng chạy. Có tiếng xích sột soạt rồi va chạm vào nhau. Giọng Waco vang lên trong mic thì thầm và lo lắng. Anh ta đang xích chúng ta lại với nhau, có một cái đe ở một đầu. Thuyền trưởng của chúng tôi lập tức bật đèn và còi báo động rồi hướng thẳng về phía tín hiệu trên radar. Qua micro, chúng tôi nghe thấy Red bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra tiếng còi báo động. Theo lời Waco, Red đã chuẩn bị ném cái đe xuống nước, nhưng Waco đã đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu. Ông ta bất ngờ tấn công Red từ phía sau và siết cổ ông ta. Khi chúng tôi đến nơi, Red đã bất tỉnh trên sàn thuyền và Waco đang ngồi tựa vào thành thuyền, mệt mỏi. Có 5 người nằm trên sàn, tất cả đều đã chết. Red đã trộn thuốc độc vào heroin và họ đã qua đời chỉ vài phút trước khi chúng tôi đến. Khi chúng tôi trở lại đất liền, việc thẩm vấn Red trở nên vô ích và đáng sợ. Vô ích vì anh ta không nói một lời nào. Đáng sợ là cách mà anh ta giữ im lặng. Red đã tự cắn đứt lưỡi mình ngay trước khi chúng tôi đưa anh ta vào phòng thẩm vấn. Anh ta phải nằm viện một ngày rưỡi trước khi chúng tôi có thể cho anh ta ngồi xuống với một cây bút chì và một tờ giấy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không cần Red phải nói gì. Đã có đủ bằng chứng để buộc tội anh ta trong vụ sát hại 5 người trên thuyền. Sau đó, các thợ lặn còn phát hiện thêm nhiều thi thể khác dọc theo tuyến đường mà Red đã di chuyển bằng thuyền. Tổng cộng, có vẻ như Red chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 50 người. Và đó còn chưa tính đến vụ giải đấu bóng chuyền bãi biển, nhà dưỡng lão hay trường trung học cơ sở. Điều tôi nhớ nhất trong khoảng thời gian ngắn ngồi đối diện với Red trong những cuộc phỏng vấn là đôi mắt của anh ta. Giống như Patty, khuôn mặt anh ta có thể chuyển động, giật giật hay nhăn nheo, nhưng đôi mắt của anh ta luôn trống rỗng và đen tối, giữ chặt ánh nhìn của tôi. Chúng tôi không bao giờ tìm ra được lý do hay động cơ cho những gì Red đã làm. Chúng tôi chỉ biết rằng anh ta đã từng ra vào các nhà nuôi dưỡng cho đến khi tròn 16 tuổi. Trùng hợp thay, có một vụ cháy nhà khiến cả cha mẹ nuôi và hai đứa trẻ khác sống cùng thiệt mạng. Sau đó, Red biến mất trong vài năm, rồi bị bắt vì tội hành hung trong rạp chiếu phim và liên tục ra vào tù trong suốt những năm tuổi đôi mươi. Ai mà biết được Red đã gây ra bao nhiêu sự tàn phá trong suốt cuộc đời của mình. Trải nghiệm thứ ba của tôi với cái ác thực sự diễn ra đúng vào lúc Connelly chuẩn bị nghỉ hưu. Nói một cách thi vị, đó là vụ án cuối cùng của chúng tôi.
Chúng tôi điều tra các vụ bắt cóc riêng lẻ của 6 phụ nữ da trắng trong độ tuổi từ 18 đến 22. Họ đã hơi lớn tuổi so với mục tiêu của các băng đảng lừa đảo, nên chúng tôi loại trừ khả năng buôn người. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều công việc và phỏng vấn lại bạn bè, gia đình của các nạn nhân. Không ai thay đổi lời khai trước đó, và mọi người đều rất đáng tin cậy. Chúng tôi không có bất kỳ đối tượng tình nghi nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy một mối liên hệ giữa các cô gái này. Tất cả họ đều có mặt trong các buổi diễn nhạc heavy metal và punk rock ngầm. Họ cũng có vẻ như có một sự say mê đặc biệt với các giáo phái thờ quỷ Satan. Connelly và tôi đã xem xét lại chi tiết của mỗi vụ mất tích và nhận ra rằng tất cả đều trùng khớp với sự xuất hiện của một ban nhạc mở màn, đôi khi chơi trong các buổi biểu diễn death metal hàng tuần. Họ gọi mình là Helvete, một ban nhạc black metal đến từ Na Uy. Ban nhạc này nổi tiếng với việc bao phủ cơ thể bằng một thứ trông giống như máu và biểu diễn với những chiếc mặt nạ kỳ quái. Mỗi chiếc mặt nạ đều khác biệt, nhưng có cùng thiết kế chung là khuôn mặt với mắt, mũi và miệng, nhưng bề mặt lại giống như da khô. Đằng sau đầu là những cành cây liễu gai sẫm màu nhô ra, trông giống như một con nhím. Càng đọc về họ, chúng tôi càng nghi ngờ. Connelly và tôi đã lấy được địa chỉ của họ và quyết định đến thăm dò. Nơi họ ở nằm ở vùng ngoại ô thị trấn, xung quanh là một khu đất rộng lớn và rừng cây rậm rạp. Chúng tôi đỗ xe ở lối vào và thú thật, khi bước đi đến ngôi nhà, tôi cảm thấy có chút bất an. Trời đã chạng vạng, bầu trời chuyển từ màu cam sang xanh đậm. Ngôi nhà mà họ ở là một căn nhà nông trại lớn, cũ kỹ. Tiếng nhạc death metal phát ra từ bên trong, vang vọng qua những ô cửa sổ rung rinh. Có một chiếc xe tải lớn màu đen đỗ ở phía sau và hai chiếc xe mui kín ở phía trước. Một tiếng hét vang lên từ ngôi nhà, át cả tiếng nhạc rock death metal. Tôi rút khẩu 9mm ra, còn Connelly rút khẩu 38 của anh ấy. Chúng tôi gọi tiếp viện và tiến vào qua cửa trước, cửa không khóa. Bên trong có một cầu thang bên phải dẫn lên tầng trên và một hành lang bên trái dẫn đến phòng khách, phòng ăn và bếp. Tiếng la hét vang lên cùng với nhịp nhạc càng lúc càng dồn dập. Chúng tôi nghe rõ tiếng la hét phát ra từ bên dưới và tìm thấy một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tiếng hét và tiếng nhạc càng lúc càng lớn hơn, kèm theo tiếng hô vang. Connelly dẫn đầu, tay anh siết chặt cò súng, cẩn thận tiến xuống cầu thang. Khi đến đáy cầu thang, Connelly đưa tay ra để kiểm tra phòng, nhưng bất ngờ có ai đó lao vào anh ấy. Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ thợ máy tối màu, đeo một trong những chiếc mặt nạ kỳ lạ của ban nhạc, lao thẳng về phía Connelly. Connelly nhanh chóng phản ứng và bắn một phát từ khẩu súng 38 của mình. Tay phải của tôi bị ù, còn tay trái thì chỉ nghe thấy tiếng chuông, tiếng tụng kinh và tiếng la hét. Khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi thấy người đàn ông đó đang vung rìu xuống Connelly, lưỡi rìu găm thẳng vào cổ anh ấy. Connelly ngã ra sau, nhưng vẫn cố gắng bắn về phía xa của tầng hầm. Tôi để khẩu 9mm của mình dẫn đường, tiến vào góc khuất. Những tấm ga trải giường cũ treo lơ lửng từ trần nhà che khuất tầm nhìn của tôi về tầng hầm. Tiếng nhạc heavy metal vẫn tiếp tục rền vang, và tiếng hô cũng lớn hơn, nhưng tiếng la hét đã ngừng lại. Tôi muốn kiểm tra tình trạng của Connelly, nhưng trước tiên tôi phải đảm bảo an toàn khu vực trước. Tôi bước qua xác người mà Connelly đã bắn hạ và lần theo tiếng tụng kinh. Tiếng tụng kinh dẫn tôi qua những tấm vải trải giường cũ kỹ và một căn phòng rộng lớn. Trong phòng, hàng chục ngọn nến đỏ rực đang cháy, chiếu sáng một vòng tròn vẽ trên sàn nhà. Bên trong là một ngôi sao năm cánh ngược được vẽ bằng thứ gì đó trông giống như máu. Ở góc xa nhất, nền đất lồi lên và tôi có thể thấy một vài ngôi mộ nhô lên khỏi mặt đất, tạo cảm giác ghê rợn. Tại trung tâm của ngôi sao năm cánh, một người phụ nữ trẻ mặc quần áo rách dưới, bị xích chặt vào một cọc cắm sâu xuống đất, vừa mới sinh con. Xung quanh cô, trên mỗi điểm của ngôi sao là những hài cốt của 5 đứa trẻ sơ sinh đã chết. Quỳ gối trước người phụ nữ kiệt sức, khóc lóc là một thành viên khác của ban nhạc, mặc đồ giống như gã khổng lồ tôi đã gặp trước đó, nhưng người này nhỏ hơn và đeo một chiếc mặt nạ khác. Anh ta đang bế đứa bé mới sinh trên tay, đứa bé khóc ngặt nghẽo. Trong phòng còn có 2 bóng người khác, mỗi người ngồi xổm trên vai của gã đàn ông đang quỳ. Người ở bên phải cầm một chiếc búa tạ lớn, cổ điển, hai tay nắm chặt. Cán búa bằng gỗ dày và đầu búa làm bằng sắt đặc, chạm khắc tinh xảo và phủ đầy máu cùng nội tạng. Người bên trái cầm một quyển sách đang mở,
và đọc những câu tụng kinh, dẫn dắt cả bọn. Cả bọn nhìn tôi chằm chằm, tạo ra một thế đối đầu kỳ lạ và kinh hoàng. Gã cầm búa tạ bước lên trước, giơ búa cao để đánh tôi. Tôi tiến lên trước và bắn hai phát vào ngực hắn, rồi nhanh chóng quay súng sang hai người còn lại. Gã cầm sách ném quyển sách về phía tôi và lao tới. Tôi cố gắng bắn thêm hai phát nữa vào hắn, nhưng sức đà của hắn đã đẩy hắn xuyên qua tôi, cả hai ngã mạnh xuống sàn. Đầu tôi đập mạnh xuống nền đất, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt, những ngôi sao lấp lánh xuất hiện ở rìa mắt. Mọi thứ xung quanh nghe như thể bị bóp nghẹt dưới nước, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất nhanh. Tôi cố quay đầu lại và thấy gã còn lại của ban nhạc, người đang bế đứa bé. Hắn đặt đứa bé xuống đất, ngay giữa ngôi sao năm cánh. Hắn cầm lấy chiếc búa tạ từ tay người bạn đã chết của mình và nhấc nó lên, chuẩn bị giáng xuống đứa bé. Tôi không nhận ra rằng mình vẫn còn cầm khẩu 9mm trên tay. Theo bản năng, tôi bóp cò liên tục cho đến khi khẩu súng phát ra tiếng tách vì hết đạn. Phát súng cuối cùng trúng vào đầu gã ngay khi hắn sắp vung búa xuống. Hắn ngã ngửa ra sau và chiếc búa tạ rơi xuống an toàn. Sau đó, tôi không còn nhớ nhiều điều gì nữa. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và được thông báo rằng Connelly đã chết cùng với tất cả các thành viên trong ban nhạc. Tuy nhiên, đứa bé và người phụ nữ trẻ thì đã sống sót. Vậy là mọi chuyện kết thúc ở đó. Cuộc điều tra sau đó được tiếp quản bởi hai thám tử khác và họ đã phát hiện ra rằng ban nhạc này đã bắt cóc phụ nữ từ các buổi biểu diễn, đưa họ về trang trại và cố gắng làm cho họ mang thai. Khi đã khiến 6 người phụ nữ có thai, họ dự định tổ chức một buổi lễ hiến tế tập thể, nghi lễ cuối cùng sau khi sinh con, như một lễ vật dâng lên ác quỷ trong một cuộc mặc cả kiểu Faustian. Những người phụ nữ khác đã bị giết sau khi sinh con và bị chôn ở cuối tầng hầm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của bất kỳ thành viên ban nhạc nào khi họ còn sống, vì họ luôn đeo mặt nạ. Dù vậy, tôi chắc chắn rằng nếu nhìn thấy, đôi mắt của họ sẽ có màu tối giống như của Patty và Red. Tôi đã nói rằng tôi đã chứng kiến cái ác thực sự 3 lần trong sự nghiệp của mình, và đó là sự thật. Nhưng lần cuối cùng, nhiều điều đã xảy ra hơn những gì tôi đưa vào báo cáo của mình. Đó là lý do tôi quyết định nghỉ hưu ngay sau vụ án. Đó là điều khiến tôi nhận ra rằng có một loại ác mà tôi thậm chí không thể bắt đầu hiểu được. Tôi đã thấy điều đó ngay khi tôi bước vào tầng hầm và chĩa khẩu súng 9mm vào 3 người đàn ông đó. Có thứ gì đó khác đang ở dưới đó với chúng tôi. Nó lơ lửng giữa vòng tròn, giống như khói đen, nhưng nó vẫn đứng yên một chỗ. Nó bay lơ lửng, rồi tách ra và kết nối lại với nhau. Những tia điện màu đỏ xuyên qua nó. Khói càng lúc càng dày đặc khi tiếng tụng kinh vang lên. Khói đập mạnh lan rộng và vươn ra, tạo thành hình dạng của một cơ thể. Điều khiến tôi gặp ác mộng bây giờ là nghĩ đến việc đứa bé cuối cùng đã bị giết và khói đã đông đặc lại. Tôi sợ rằng bất cứ thứ gì nó hình thành sẽ cho tôi thấy một thế giới khác của cái ác.